Xin chào quý vị và các bạn. Bệnh viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích hoặc là viêm đại tràng cơ năng là một cái căn bệnh khá là phổ biến hiện nay. Theo những thống kê thì 20% dân số Việt Nam bị mắc viêm đại tràng co thắt. Và bệnh nó gây ra rất là nhiều những cái khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bệnh nhân. Và cái việc mà sử dụng những cái thuốc Tây y dài ngày để điều trị bệnh nó sẽ có nguy cơ gây ra những cái tác dụng phụ. Chính vì vậy, xu hướng hiện nay, nhiều người bệnh đang chuyển sang sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, an toàn, lành tính mà lại hiệu quả. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin cung cấp cho các bạn một số những cái vị thảo dược thường dùng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Trước hết thì chúng ta cần tìm hiểu những cái nguyên nhân gì gây ra viêm đại tràng co thắt để từ đó chúng ta sẽ có những cái vị thảo dược để khắc phục vào từng cái nhóm nguyên nhân. Đầu tiên, đó là cái nguyên nhân tận gốc rễ của vấn đề là do tạng tỳ suy yếu. Mà theo như y học cổ truyền thì tỳ là một trong ngũ tạng và nó có cái vai trò là chủ về cái quá trình tiêu hóa, chuyển hóa, hấp thụ thức ăn của cơ thể. Và khi tạng tỳ bị suy yếu, nó gây ra những cái tình trạng như là chán ăn này, ăn không tiêu hay là rối loạn tiêu hóa và rối loạn đi ngoài. Nguyên nhân thứ hai đó là do cái sự rối loạn của cái hệ vi sinh vật đường ruột mà thường gặp chủ yếu là do tác dụng phụ của thuốc Tây. Nguyên nhân thứ ba cần phải kể đến đó là cái việc căng thẳng, stress thường xuyên. Đây là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu ở cái thời hiện đại. Tuy nhiên thì nó lại rất là hay bị xem nhẹ và bỏ qua. Bởi lẽ khi mà chúng ta căng thẳng, stress thường xuyên thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh trung ương. Và khi mà cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta nó bị căng thẳng thì nó sẽ làm rối loạn cái hệ nhu động ruột. Nguyên nhân thứ tư mà chúng ta cần lưu ý đó là do cái sự thay đổi về nội tiết tố. Nội tiết tố thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình sinh trưởng, phát triển cũng như là chuyển hóa và một số những cái chức năng ở cơ thể con người. Và khi chúng ta bị rối loạn nội tiết tố thì lẽ dĩ nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc co bóp ở đại tràng. Nó khiến cho cái sự co bóp nó bị rối loạn. Cho nên theo một số những cái nghiên cứu thì đa phần người phụ nữ sẽ gặp viêm đại tràng co thắt nhiều hơn là nam giới. Và ngoài ra, những cái người phụ nữ bị viêm đại tràng co thắt thì sẽ có cái xu hướng là mắc phải cái tình trạng bệnh tái phát nhiều hơn và nặng hơn ở những cái giai đoạn như là tiền mãn kinh hay là những cái giai đoạn của thai kỳ, bởi vì đây là những cái giai đoạn mà cơ thể người phụ nữ nhạy cảm và dễ bị rối loạn nội tiết tố nhiều nhất. Cái nhóm nguyên nhân thứ 5 cũng là nhóm nguyên nhân cuối cùng, đó là những cái thực phẩm, đồ ăn, thức uống mà chúng ta ăn vào. Và đặc biệt có thể kể đến đó là rượu, bia và các chất kích thích. Rượu, bia và các chất kích thích khi mà đưa vào cơ thể thì nó sẽ làm niêm mạc, dạ dày, tá tràng của chúng ta nó nhạy cảm hơn. Và chính vì nó nhạy cảm hơn cho nên nó cũng dễ bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài, nó gây ra rối loạn co bóp nhiều hơn. Ngoài ra cũng có một phần yếu tố liên quan đến cơ địa. Mỗi người chúng ta thì sẽ có cơ địa khác nhau và cái khả năng dung nạp với thức ăn nó cũng khác nhau. Cho nên người bị viêm đại tràng co thắt nên có một cái quyển sổ để ghi lại nhật ký những cái món ăn của mình ăn. Để từ đó nếu như chúng ta tái phát cái tình trạng viêm đại tràng, chúng ta có thể dễ dàng check lại ở quyển sổ đó để khoanh tròn xem là những cái thức ăn nào nó không phù hợp với cơ địa của chúng ta. Tôi xin trình bày về một số những cái nhóm thảo dược có thể hỗ trợ điều trị cho cái bệnh viêm đại tràng co thắt được tốt hơn. Đầu tiên phải kể đến đó là cái nhóm thảo dược hỗ trợ bồi bổ cho cái chức năng của tạng tỳ. Bởi vì theo y học cổ truyền thì tỳ là một trong ngũ tạng và có cái vai trò chủ vận về tiêu hóa. Các thảo dược thường gặp có thể kể đến như là bạch chuột, bạch linh, hoài sơn, cam thảo. Và đặc biệt có thể kể đến bạch chuột, được coi là cái dược liệu vàng cho những người bị mắc bệnh đường tiêu hóa, bởi vì cái tác động rất là toàn diện. Tức là bạch chuột nó không chỉ giúp bồi bổ cho tạng tỳ là bổ sung vào tận gốc, mà nó còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp cho cái quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Ngoài ra thì bạch chuột nó góp phần nó điều hòa cái nhu động ruột hai chiều, tức là nó vừa khắc phục được cái tình trạng tiêu chảy mà vừa khắc phục được cái tình trạng táo bón. Ngoài ra thì bạch chuột còn rất là nhiều những cái tác dụng khác như là nó giúp đợi tiểu này, giúp bổ gan, vân vân. Cái nhóm thảo dược thứ hai đó là nhóm thảo dược để giúp hỗ trợ cân bằng lại cái hệ vi khuẩn đường ruột. Có thể coi đây là một trong những cái kháng sinh tự nhiên. Nhắc đến những cái kháng sinh tự nhiên mà thường hay dùng cho những người bị rối loạn tiêu hóa đi ngoài tiêu chảy thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng được nghe đến berberine. Và berberine là một trong những cái hoạt chất chính
có trong cây hoàng liên chân gà. Trong y học cổ truyền thì người ta không chỉ dùng đơn độc hoàng liên mà người ta còn có thể phối hợp với nhiều vị thảo dược khác. Ví dụ như là phối hợp hoàng liên với mộc hương để trở thành cái bài là hương liên hoàn. Thì cái bài hương liên hoàn nó sẽ cho cái tác dụng toàn diện hơn, giúp cân bằng cái hệ vi khuẩn đường ruột, chống lại những cái vi khuẩn có hại từ môi trường bên ngoài, và nó sẽ kích thích cho cái quá trình tiêu hóa của chúng ta nó được tốt hơn. Nhóm thứ ba đó là nhóm thảo dược dùng cho những cái người mà bị đầy bụng này, chướng bụng này. Và những cái thảo dược này có thể kể đến như là trần bì này hay là mộc hương. Nó sẽ giúp hành khí, tức là nó đuổi đi những cái tà khí tích trệ ở trong ổ bụng, và từ đó nó giúp hỗ trợ làm giảm nhanh cái tình trạng đầy bụng và chướng bụng. Nhóm tiếp theo đó là nhóm những cái thảo dược nó giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Bởi vì những cái người bị viêm đại tràng co thắt thì thường hay gặp cái tình trạng là kém hấp thu này, hay là sau khi ăn vào cơ thể thì chúng ta cảm thấy đầy bụng, nhưng mà lúc này thì bụng lại ẩm ảnh và có nhiều những cái thức ăn không tiêu hóa nó tích trệ lại. Và y học cổ truyền thì nó có những cái vị thảo dược để nó hỗ trợ kích thích tiêu hóa, để làm sao cho ăn ngon hơn, tiêu hóa được tốt hơn, để đánh tan cái tình trạng là đầy bụng do tiêu hóa kém. Có thể kể đến như là sơn tra hoặc là mạch nha. Nhóm cuối cùng mà chúng ta cần kể đến đó là cái nhóm thảo dược giúp sơ can và giúp an thần. Bởi vì một trong những cái nguyên nhân của bệnh viêm đại tràng co thắt đó là cái tình trạng mà căng thẳng, stress. Thì những cái vị thảo dược này nó sẽ giúp cho điều hòa lại được cái tâm tính của chúng ta. Tức là nó an thần, nó giảm căng thẳng, giảm stress, và nó sơ can để giúp làm giảm cái sự nóng giận của chúng ta. Có thể kể đến một vài những cái vị thảo dược như là sai hồ, viễn trí, táo nhân, vân vân. Trên đây là toàn bộ thông tin về những cái nhóm thảo dược để giúp hỗ trợ điều trị cho cái bệnh viêm đại tràng co thắt. Hy vọng quý vị và các bạn đã có được nhiều những cái kiến thức bổ ích. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Được phát triển từ sản phẩm đại tràng Tâm Bình, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Đại tràng Xtra Tâm Bình nay được bổ sung thêm các tinh chất nano curcumin và Immunecamix, nghiên cứu đột phá của Viện Thực phẩm Chức năng, kế thừa thành tựu khoa học từ Liên Xô và Mỹ. Thực phẩm chăm sóc sức khỏe đại tràng Xtra Tâm Bình giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng của viêm đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống không tiêu, bảo vệ và phục hồi niêm mạc đại tràng. Đại tràng Xtra Tâm Bình, tốt nay còn tốt hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.